Alo, xin chào hết tất cả. Chào một ngày đẹp, ngày 9 tháng 5 năm 2024. Với tựa đề hôm nay, biệt thự Putin có cái gì đặc biệt? Trước khi đi đến đó, chúng ta hãy đi vòng quanh châu Âu cái đã. Rồi sau đó nhảy qua Israel, sau đó đi Mỹ và trở lại thăm căn nhà của ảnh. Căn nhà của ảnh hôm nay mình chỉ một món một thôi, mà món này đó, nó đặc biệt vô cùng. Rồi ngày mai mình sẽ nhìn thấy cái món đặc biệt khác nữa. Mà muốn để nhìn thấy căn nhà đó đó, bên trong đó đó, bạn hãy bấm like và đăng ký kênh ngay để ngày mai sẽ có những cái clip chuyển tới cho bạn xem khi tôi bốc lên. Và giờ chúng ta đi vào câu chuyện. Thứ nhất là đi Đức xem tình hình tin nóng của Đức nó ngày hôm nay như thế nào. Trước tiên là mình cho các bạn xem sơ cái hình ảnh này. Hình ảnh này trong cái thời gian qua có cái hiệu AFD đó, là một tổ chức đứng sau cái đảng Tự Do Thiên Chúa Giáo, trước đây là 20% hơn cái đảng cầm quyền hiện tại là SPD. Làm mưa làm gió như thế nào? Thì vừa qua 2 tuần trước mình đã chỉ ra những cái hình ảnh đẹp. Mà đẹp ở đây là đẹp tình báo CIA đã nằm ngay Hạ viện châu Âu. Và ngày qua mình cũng chia sẻ những cái hai cái hình ảnh được viện kiểm soát cho phép đã đi lục soát cái hình đi cái văn phòng đó rồi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ hình ảnh này. Hình ảnh này nó làm mưa làm gió nó như thế nào, chúng ta chờ xem. Đầu mục tiêu rồi. Làm mưa làm gió nó như thế nào? À. Ở đây. Đảng này bây giờ là sao? Là bị văn phòng liên bang của Đức tiếp tục giám sát. Những cái vi phạm còn nằm ở trong đó chưa ra đầu thú. Cho nên cái việc kiểm tra này cho đến từ đây cho đến 2026 vẫn còn giám sát. Đó là điều may với chúng ta. Và chúng ta đi thêm một tí xíu nữa. Thì vừa qua mình cũng chia sẻ rồi là cái anh đảng SPD đó, ảnh đã bị thương và nằm trong nhà thương 2 tuần do cái bạo lực, mà không biết ai đã xúi giục anh ta làm chuyện này. Không những thế, ngày hôm qua tại Berlin cũng có một nghệ sĩ người phụ nữ đã bị một cái kẻ dùng cái túi xách bên trong đó đựng đồ rất là cứng đã vung cái bàn tay lên và đẩy cái túi xách trúng ngay cái càng cổ, cô ta đã bị thương. Đó là hành hung bạo lực trong cái lúc này. Mình nghi vấn lắm là cái đảng đó đã xúi giục làm những cái chuyện đó. Lý do
Và tại sao như thế nào? Là cái đảng này nó sợ. Trong tương vừa qua đó, cái đảng này năm 2023 đã ra một cái pháp, đưa ra một pháp luật là cho tất cả những người sang đây học nghề làm việc và sau 5 năm được thi vào quốc tịch. Được thi vào quốc tịch. Cho nên nó sợ lớn mạnh cái đảng bên này, nó cạnh tranh, nó sợ sau này cái đảng này nó lớn mạnh, nó không thể cạnh tranh được nữa, cho nên nó phá hoại, mà phá hoại ngay từ cái phút đầu cả. Là nó mời thằng Nazi qua nói chuyện. Bây giờ thằng Nazi bên Áo đã bị cấm rồi, bị phát hiện. Và từ cái giai đoạn đó nó đến ngày hôm nay, khi là bắt nghệ sĩ rồi, bắt tình báo Trung Quốc rồi, và ngày hôm qua nó dùng cái bạo lực để mà nó tấn công cái nghệ sĩ ngay tại Berlin. Coi như là trong cái nội các nó đục rồi. Bây giờ chờ con cá thôi. Con cá nào yếu thì lên trước, còn con cá nào mạnh quá, to quá thì từ từ nó lên sau. Không có gì hết. Phải chờ xem những cái ngày tiếp theo nó ra sao. Và chúng ta cũng phải nói là trong cái vấn đề này nó cũng có những cái tổ chức truyền thông đã cấu kết với tụi này để bóp méo đi cái sự thật. Đó là một cái điều đáng tiếc. Đó là cái đài truyền hình ARD đã cấu kết với lại tụi này và đã đưa ra những cái bóp méo đi cái sự trung thực. Thay vì to thì nó bẻ lái đi, nó làm nhỏ đi. Thay vì bão nhưng mà nó lại là nó nói mưa thôi, không có chuyện gì xảy ra. Đó là mình phải nói là một cái truyền thông mà không có đưa tin chính xác thì bây giờ mình tin ai nữa bây giờ? Mình tin ai? Mình phải tin chống cái bản thân của mình. Rồi, chúng ta đi sang một tí xíu nữa. Chúng ta đi tới, ngoài ra cái đó trong nước thì Bộ trưởng Quốc phòng Đức ngày qua có chuyến công du đi Mỹ và Canada. Trong cái chuyến công du này, ông ta nói trước truyền thông báo chí như thế nào? Ông ta kêu gọi tất cả đồng minh nên hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn, vì tình hình rất là căng trong cái tình thế lúc này. Thứ hai nữa, ông đặt một cái câu hỏi cho báo chí rằng nền dân chủ của chúng ta có thể bảo vệ được hay không? Nếu không bảo vệ được là cái vấn đề của châu Âu phải nói là rất 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 là khó khăn. Đó là gì? Đó là sự leo thang của ông Putin, đó là hù dọa chúng ta bằng vũ khí hạt nhân. Cho nên là trong những ngày tới, địa điểm thử và thời gian thử như thế nào chúng ta phải chờ xem. Đó là trong nước. Và bây giờ chúng ta đi đến Ba Lan thử xem nó có chuyện gì mới. Tại nhiều lúc có sự bất ngờ đó bạn. Ba Lan ngày hôm qua có anh lính người Liên Xô đang đóng quân tại Belarus. Anh ta mới chạy trốn sang Ba Lan để xin tị nạn.
cái điều xin tị nạn ở đây có thật hay không, hay là cái tình báo mà bên kia thả qua đây để làm một cái tình báo. Điều đó cũng phải nghi vấn. Và lúc này tình báo rất là nhiều, bắt rất là nhiều. Bên Bà Lan nghe lán lén vừa rồi ngày 9 tháng, ngày 8 hay ngày 9 gì đó, đó bên Ukraine cũng bị bắt hai cái sĩ quan. Và Đức trong cái thời gian qua cũng bị bắt rất là nhiều, bị điều tra, bị văn phòng đang kiểm soát tụi này. Cho nên người lính này chạy tới Ba Lan mang trong người vẫn là quần áo lính và trong không có súng đạn. Bạn đánh giá như thế nào trong lúc này, tị nạn, xin tị nạn hay là tình báo của Putin, hay là tình báo của Belarus gửi đến để thi hành nhiệm vụ trong tương lai? Rồi, chúng ta đi tiếp thêm. Cũng như đàn anh mấy ngày trước, không biết chuyện gì anh ta nổi máu lên đòi thử bom nguyên tử ngay biên giới Ukraine, thì hôm nay thằng đàn em Belarus cũng làm tương tự, là thông báo với truyền thông là sẵn sàng coi như là tập trận để kiểm tra thử có tốc độ nó như thế nào. Không biết chuyện gì, mà anh cũng nói mà em cũng nói, thì không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra ngày mai bạn mới biết tại sao nó là như vậy. Cái ngày nhậm chức, mình nghĩ đây là một cái ngày nhậm chức của Putin. Có thể là mấy nước kia không có truyền thông báo chí, không có thèm đếm sĩ ảnh, ảnh muốn dương quay rồi tí xíu cho nó quay vậy, để có anh có khí xe tí xíu. Thì thằng em nó cũng vậy. Mình nghĩ là điều đó chắc là vậy. Thì cho nên là chắc là vậy thôi. Cho nên là dương quay quả, còn địa điểm và thời gian như thế nào thì mình cũng phải chờ xem ảnh có dám làm không, cô Lan. Mình nghĩ như thế này, mình nghĩ cái vận chuyển mà cái atom chưa đi, trên đường đi không khéo mấy người lái xe nó nặng quá, nó chợt bánh mà nó nổ luôn tại chỗ, chưa bắn là đã nổ tại chỗ rồi. Đó. Chưa bắn là đã nổ tại chỗ rồi, còn cái gì nữa. Thì anh đâu giờ anh nói cái miệng thực chất đâu phải dễ đâu. Chút mình đi sâu hơn cái vấn đề đa tôm đó. Còn bây giờ mới hù, cho nên chúng ta cũng đừng có sợ. Thì nghe cái này nó cũng từ 2 năm nay rồi. Nghe từ 2 năm nay rồi. Mình ghi trong vấn đề lục hay là muốn dương quay quả, muốn làm ra đây anh hùng trước khi nhậm chức lên, làm cho thế giới truyền thông báo chí rùm beng ngó ngàng tới ảnh chút xíu vậy thôi. Chứ thực chất là mình nghĩ cái chuyện gì nó diễn ra trong những ngày kế tiếp thì chúng ta phải chờ xem thôi. Mà nó đã dần nổi lên tí xíu rồi. Bây giờ chúng ta bước sang Israel, nó có chuyện gì? Ngày qua mình cũng chia sẻ rồi đó, là dù có đồng minh có bỏ đây chăng nữa thì Israel vẫn tấn công. Mà tấn công ngày qua cũng đã tấn công rồi. Tấn công
bao quanh cửa khẩu, biết cái ổ của hai mắt còn nằm ngay biên giới chỗ Ai Cập. Cho nên ngày qua Israel trận đầu trước phong tỏa cái vùng đi qua lại đó luôn, phong tỏa ngay chỗ đó, và sau đó thì là dùng đạn pháo dập vào ngay ở đó, thì là nó sẽ là hoàn tất. Thì ngày qua mình chia sẻ, thì hôm nay thì sao? Hôm nay từ cái chỗ đó, từ cái chỗ mà tấn công ngày qua, thì truyền thông của Mỹ đã, ông Biden đứng lên với cái truyền thông của Mỹ CNA là nói Mỹ không tiếp tục viện trợ vũ khí nữa, ngừng cung cấp cho Israel. Bạn nghĩ thế nào? Là đồng minh, là đồng minh bắt tay lâu năm, mà theo mình nghĩ ha, đó là mạch máu của thằng Mỹ, cái đường vận chuyển của châu Âu, không còn con đường nào khác. Nếu con đường này bị tắc nghẽn thì là vật giá sẽ đẩy lên, ông Biden chịu cũng không nổi, mà châu Âu này chịu cũng không nổi, dân chúng sẽ nổi loạn. Cho nên miệng thì nói để giảm bớt cái vấn đề căng thẳng tại Mỹ. Là sao căng thẳng tại Mỹ? Trong cái lúc này, cái người Palestine ấy, cái người mà theo cái hai mát này đó, đang biểu tình trong cái các trường sinh viên, nó làm rầm bên ấy, rầm bên ở bển. Rồi sau đó nữa là gì? Sau đó là tới đất này, ngày mai mình mới chia sẻ những cái hình ảnh đó như thế nào. Hồi bữa mình luôn ra thấy rồi, nhưng mà mình không muốn chia sẻ những cái hình ảnh đó, nó nhỏ quá. Nhưng mà hôm nay nó lan truyền tới đất lận, thì ngày mai thôi mình cho một hay hai tấm ảnh cho các bạn xem nó như thế nào trong cái việc này. Là một đồng minh, là ngay cửa ngõ sống còn của châu Âu, và cũng là sống còn đường biển của Mỹ. Và ngay cái chỗ đó chỉ có một đồng minh của Mỹ nằm tại đó. Mất Sahel là Mỹ mất toàn bộ khu vực đó. Cho nên Mỹ nói là, ông Biden nói là nói để hạ nhiệt một tí xíu thôi, chứ thực chất nó đi ngầm ở dưới đó. Tại vì trong lúc này ông đang bầu cử còn có mấy tháng nữa thôi các bạn, cho nên ảnh hạ nhiệt một tí xíu thôi. Thông cảm ha, chúng ta nên thông cảm, thông cảm một tí xíu. Rồi bây giờ Nga và Ukraine, giữa Nga và Ukraine nó như thế nào? Đó là vũ khí hóa học mà cũng đang nóng trong lúc này. Một cái tổ chức phi lợi nhuận coi như là độc lập, có ký hiệu là OPCW, người ta tới hiện trường và người ta điều tra khám phá là đã thực hiện cái loại vũ khí này, nhưng không biết ai, Ukraine hay là Liên Xô. Theo mình biết, số ví dụ những cái năm trước, hiểu không, trước khi chiến tranh xảy ra này, là Ukraine giao hết vũ khí cho Liên Xô để đổi lại làm gì? Để đổi lại Ukraine được hỗ trợ từ đồng minh về vấn đề kinh tế,
Còn đến hôm nay khi chiến tranh xảy ra, thì Liên Xô đổi thừa cho Ukraine chơi cái loại vũ khí sinh học này. Điều đó mình thấy hơi vô lý trong cái vấn đề. Hơi vô lý. Và tổ chức này rất là lo ngại. Lo ngại rất là nguy hiểm các bạn. Nếu mà anh chỉ cần hít vô một cái là anh chết. Nó giống như chất độc vậy. À, chất độc vậy. Hít vô khi đánh nhau. Chúng ta cần sống là nhờ không khí. Mà không khí độc vô là tim của chúng ta ngừng đập và chết tại chỗ. Chúng ta phải chờ xem thôi. Những cái ngày nữa. Vì mình cũng đã thấy rồi. Ông Liên Xô đã không chừa bất cứ thủ đoạn nào để làm cái việc này. Để đạt được mục đích. Chúng ta hãy chứng minh và nhìn thấy những cái năm trước tại CD, Putin đã chơi cái loại sinh học này. Những đứa trẻ nó xùi bọt ra, nó xì bọt từ cái miệng nó ra. Thế giới lên án rốt cuộc là gì? Cũng bằng không. Có trị được Putin đâu? Không. Đấy. Rồi hôm nay mình nghĩ 2 năm trời qua thì súng đạn có ai mà sản xuất nhanh, anh bắn ngày quá trời luôn, làm sao đủ. Vừa qua anh còn mua đạn của Bắc Triều Tiên nữa, thì bây giờ hết rồi, tiền đâu mua nữa. Anh mua đạn cũng phải trả tiền chứ, trả vàng chứ đâu phải giúp không đâu. Thì bây giờ hết rồi, bây giờ trong kho hết thì sản xuất đâu có kịp. Thì sản xuất không kịp thì còn trong kho loại nào chơi loại đó, liều đi để đạt được mục đích. Còn Liên Hợp Quốc thế giới có lên tiếng thì mày có bắt được tao đâu. Mày ngon mày vô đây. À, dạng vậy đó. Cho nên cái tổ chức này rất là lo ngại cái vụ này. Nhưng mà chờ thôi bạn. Chiến sự nó không kết thúc ngay bây giờ. Nó đang leo thang dần. Nó không có giảm mà nó leo thang từ cái chất độc rồi trừ hù dọ cả atom nữa. Chúng ta phải chờ xem. Chúng ta không có đừng vội vã, chiến sự còn dài. Rồi. Bây giờ chúng ta đi phân tích nhỏ xíu về Putin đấy. Ha. Khi mà anh hăm dọa cái vấn đề mà vũ khí hạt nhân, thì bây giờ sao? Cái hạt nhân đó, khi mà Putin sử dụng, thì của Putin cũng tự sát. Anh bắn người ta cũng phải bắn anh. Mà trước khi anh bắn người ta đã theo dõi anh từng mét, từng ngày, từng giây phút một. Hiện tại người ta đã theo dõi anh. Ha? Đã theo dõi, coi như là bần cùng. Coi như là anh muốn chơi thì người ta cũng sẵn sàng chơi. Chứ người ta đâu để anh sống đâu. Hiểu không? Người ta cũng có đồ chơi mà. Cái câu chuyện ở đây là Putin có dám làm hay không? Đó là điều mà đang nguy hiểm cho thế giới, không phải đâu. Đây là nguy hiểm cho ông ta. Ông ta đang có một cái gì đó trong cái nội bộ vừa qua mà ông ta bắt người ta tướng gì đó. À, cận kề của Shoigu là ông bộ trưởng
bộ trưởng về quân sự đó, cái thai ni gôn tiếng đó bộ quốc phòng, ông Sugu là bộ quốc phòng ông đó đó. À, cái tay trái tay phải mà tay trái của ông Shoigu đó, bộ trưởng quốc phòng bị bắt thì sao? Ngày nhậm chức chẳng qua ông la hét một chí xíu để thế giới truyền thông đưa tin trầm rộ một chí xíu cho nổi tiếng một chí xíu thôi, chứ thực chất bên trong nó còn những cái điều, những cái hình ảnh bây giờ người ta đưa ra cái căn nhà của ổng kìa, mới cái trong toilet, mà trong toilet có cái gì đặc biệt, chờ vài giây nữa bạn sẽ nghe vụ này ha. Rồi bây giờ chúng ta đi đi đâu đây? À, chúng ta đi tí xíu, đi tí xíu về Mỹ đi, rồi xong chúng ta sẽ mổ xẻ cái vấn đề atom mình mới nói cho các bạn. Bây giờ nói về Mỹ, lục đục nhất là trong lúc này không phải là biểu tình, mà lục đục nhất là ông Donald Trump. Ông Donald Trump đã trải qua nhiều nhiều cái vấn đề tòa án vì ông không thể nào bịt miệng được, và ông thể là ổng nói ra mà mỗi lần nói vậy là bị phạt ngàn quan, quá quan mà 10 lần như vậy, mời con người ta tới 10 lần mà không có bằng chứng, chỉ nói vơ vẩn rồi phạt tiền người ta. Hả? Đó là những cái tin trước mình đã đưa rồi, bây giờ hôm nay là sao nữa? Sau khi 10 lần như thế thì luật sư của ông ta đã nói rằng phải chấm dứt ngay vụ này. Phải chấm dứt ngay vụ này, không thể tiếp tục được. Ừ? Anh phạt tiền 10 lần rồi anh không có tìm ra một cái bằng chứng nào cả, không thể tiếp tục được. Từ cái chỗ luật sư nói với truyền thông, từ đó tòa án bắt đầu mới là giảm dần, coi như là có một cái sự lùi bước. Đến ngày hôm nay có một sự lùi bước và yêu cầu rằng là cha tò đó 60 mấy tuổi đời đó, ngay lập tức dừng toàn bộ hết những cái phiên tòa này, không thể mà làm mãi, quá xấu hổ. Đã 10 lần rồi, anh là tòa án đã 10 lần mời người ta lên, rất là đáng xấu hổ cho nước Mỹ, không có liên quan gì hết. Cái việc tố tụng thực tế không có liên quan gì hết, chỉ là người ta nói thôi mà anh phạt tiền. Còn cái nhỏ kia nó đời có hủ có lai rồi, chuyện gì đâu á, nói miệng thì ai nói cũng được, buộc tội ai cũng được, nhưng mà anh phải đưa ra cái hình ảnh bằng chứng thì anh mới kết tội người ta được. Còn này lên mỗi lần lên anh phạt tiền, mỗi lần lên phạt tiền cũng đâu được đâu. Cho nên chúng ta phải đắn đo cái suy nghĩ cuộc đời của mình, tại sao trong lúc này nước Mỹ nó như thế này. Họ đang sợ, hiểu không? Họ đang sợ vụ gì? Đợi xong đi chung mà đắc tử
thì có thể là lùa hết vào nhà dưỡng lão. Cho nên là nó làm bất cứ mọi chuyện cho ông Trinh không chán nản đi. Nhưng cái lòng đã quyết thì dù chết ổng cũng phải đi đến cùng. Đó là mục đích của Đông Na Chung. Mình chỉ nói tới thôi, còn nếu mà có tin dài nữa, vài bữa nữa thì là thì mình chỉ chia sẻ tiếp cho quý vị nghe. Nhớ truyền rộng rãi cái thông tin này đi khắp năm châu bốn bể. Nếu quý vị nghe hôm nay đang ở nước ngoài, chia sẻ với đôi tay của bạn, chia sẻ về quê nhà để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn. Và nhớ, ủng hộ cái kênh của mình. Ủng hộ cái kênh của mình bằng cái kênh này. Kênh này đây đó các bạn. Nguyễn YouTube hôm nay. Có cái ký hiệu con Enter nè. Nhiều Nguyễn lắm. Nhưng phải nhìn cái logo con Enter ngay cái góc ở trên. Còn không nữa thì xin mời cái app này nè, app Google. App này. Kéo xuống để nhẹ tay bấm chữ N cũng được. Thì nó đã lòi cái tên ra rồi ha. Nguyễn chữ N thôi là nó đã lòi cái tên ra. Chữ N cái là nó lòi cái tên ra thì các bạn chỉ để nhẹ rồi các bạn sẽ hiện lên. Mình bây giờ mình thử nhẹ nè. Là trong đây nè, trên cái mặt trên nè, nó có video rồi biết. Bây giờ bạn bấm chỗ video ha. Ở ra đó, ở ra như gì, thấy không? Ở ra Nguyễn nè, Nguyễn màu xanh ở dưới đây logo đó. Thì logo ở dưới đây nữa là nó dưới đây nữa là có những cái gì chúng ta hãy nhìn xem. Nếu mà xem video á thì xem short á, xem live á thì có một nhiều một cái giấy đây. Chúng ta hãy bật video lên thì là nó ra, đúng không? Thì xin cảm ơn quý vị chia sẻ cái Kana của mình. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta đi vào mổ xẻ cái vũ khí vừa qua Putin đã hăm dọa toàn Ukraine, không những thế và còn cả thế giới. Bây giờ chúng ta mổ xẻ nó làm sao? Hãy đặt cái vụ này 30 năm về trước thì có khả năng thế giới sợ, châu Âu sợ, Mỹ sợ. Ta sẽ tiếp tục mổ xẻ cái vũ khí của Putin. Nó hù dọa Ukraine và cả thế giới. Chúng ta hãy nghĩ rằng cách đây 30 năm thì được. Cách đây 30 năm thì được. Nhưng giờ thì công nghệ, thông tin nó đi rất là nhanh. Chỉ cần anh sơ hở thôi là người ta đã biết hết rồi, tình báo nó biết hết rồi, biết ngay.
ha, nó biết ngay. Và hơn nữa anh di chuyển ngay cái hạt nhân đó đó, tôi nói không may ấy, nó lật thôi là nó đã nổ rồi, là anh tự sát rồi, chứ không cần phải bắn. Là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai nữa là sao? Máy bay người lái đó, vừa qua đó, bây giờ nó chế tạo bay khoảng 1.000 km rồi, nó rà hàng ngày ở trên đất nước anh, nhiều khi anh còn không biết. Nó đã xâm nhập và nó tấn công các nhà máy lọc dầu cháy khủng khiếp rồi, và những cái nhà máy sản xuất đạn dược của anh đã nổ rồi, và trong tương lai có thể bay tới cái vùng Siberia luôn, 3.000 km. Cho nên là anh nói thì nói một lẽ, anh nói để cho cái đài truyền thông báo chí nó bóc anh lên một tí xíu, la trời la đất tí xíu thôi, chứ thực chất địa điểm thời gian thì chưa có ngày giờ quyết định. Khi mà anh ra cái quyết định ngày giờ thì ở đây người ta cũng đã chuẩn bị để khi anh tới, anh dương nòng người ta đã bắn ngay tại chỗ rồi, không có cần anh để một giây nào phóng ra khỏi cái chiếc xe cả. Cho nên thì các bạn cũng nhìn thấy đây đó ha, vừa qua ngay Iran bắn 300 quả qua Israel, đồng minh đã giúp đỡ Israel, có cái gì thiệt hại đâu, chút xíu cũng vô khu quân sự thiệt, nhưng mà nó không có chống đạn, chống sân bay được, làm có hình như một người bị thương gì đó nhẹ thôi, cũng không đến nỗi nặng mấy, mà 300 quả như thế thì sao, anh có dám đụng không? Mà khi anh bắn qua phải bắn qua Đức, bắn qua này, trước khi anh bắn tới Anh hoặc là Pháp hay đâu, trên đường đi thì là đã có phòng không nó bắn rồi, biết đâu ở trên không gian Mỹ đó đã có cái tia laser rồi, khi anh vừa phút lên ở tia laser nó chỉ xuống nó nổ tại chỗ cũng không chừng. Bởi vậy anh phải suy nghĩ, hiểu không, suy nghĩ lại. Cho nên những hành động đó chẳng qua giọt khỉ thôi, chúng ta cũng phải không phải lo lắng trong cái vấn đề này. Và tiếp theo nữa là gì? Các bạn cũng nhìn thấy rồi đó. Trong thời gian vừa qua, nói về Iran đi, rồi bây giờ tới Ukraine, trong vừa qua chúng ta cũng đã chứng minh rằng những cái chiếc Sukhoi mà bay vào đất nước của Ukraine đó rớt như sung. Rớt như sung. Và còn những cái ngày tới nữa thì sao? Còn những ngày tới đang trên đường tới đây nè, thì anh xin xa, anh ra khỏi, khi mà anh ra khỏi khu vực đó thì là Ukraine tấn công thôi. Bây giờ 300 mét thì là cái khu vực mà kho đạn dược này kia, anh phải về bên kia, mà khi về anh vận chuyển tới đây thì là thời gian rất là xa và dài. Thì trong đang chiến tranh là đói, khi anh cầm súng anh bắn được nữa không? Anh bắn không nổi nữa rồi. Dù anh có đông lính hay chăng nữa, anh cũng phải có ăn, hiểu không?
phải có ăn, có lương thực, có nước uống, có ăn này, có uống này. Cho anh 3 ngày anh sống đi, nhưng mà ngày thứ tư ấy, thì anh cũng nghèo rồi, anh có đứng nổi để anh cầm một cái súng để anh bắn không, chạy không? Đó, thì tất nhiên. Rồi anh nói anh dùng cái á tôm, đạn á tôm để anh bắn. Chắc là mấy đồng minh không có hay sao? Anh bắn người ta thì người ta cũng bắn anh lại thôi. Chứ đâu phải người ta không có đâu. Thấy không? Chẳng qua trong lúc này mình theo mình nghĩ mình mổ xẻ. Thứ nhất là ảnh nhậm chất. Anh muốn cho truyền thông báo chí rồi tân bóc ảnh tí xíu cho nó sáng sáng được, cho sáng được tí xíu khuôn mặt của ảnh là thứ nhất. Còn việc thứ hai, nội bộ đang lục đục là sao, là tướng thứ trưởng gì đó đó bị bắt rồi, thì người thứ trưởng cũng có dính líu cái gì á lợi bộ trưởng, cho nên là hai cái này giữa tổng thống và bộ trưởng quốc phòng nó có gây cấn trong vấn đề những cái ngày tới. Và hôm nay mình đã nhìn thấy biệt thự của Putin nó còn lòi ra những cái hình ảnh đẹp nữa, mà hình ảnh đẹp này nó có giá trị độc lắm, giá trị của nó rất là độc. Mấy bạn muốn biết không? Hãy đăng ký ngay giờ phút này, ngày mai mình đưa hình lên. Ngày mai bạn mình sẽ đưa hình lên cho các bạn xem. Cái giá trị cái giường, cái giá trị cái ghế. Và truyền thông tin này đi khắp toàn cầu, ngày mai chuẩn bị nhìn thấy bên ngày qua là mình đã đưa ra cái căn nhà rồi. Sắp tới mình đưa cho ngay trong toilet có cái gì đặc biệt. Có cái gì đặc biệt. Mà người ta bắt đầu từ từ đưa ra ánh sáng trong cái căn nhà đó. Nó như thế nào, giá trị chỗ nào, bao nhiêu. Ngày mai bạn biết, ngày nhớ đăng ký, bấm like, theo dõi hết đoạn cuối thì bạn mới biết được cái hình ảnh mình mới đưa ra. Còn không giữa chừng thì không có nhìn thấy. Nhớ nha. Cái này nhiều lắm bạn. Mỗi ngày mình cho các bạn xem một chút, một chút, một chút. Ok. Nhớ đón xem vào ngày mai. Đừng bỏ qua, mất cơ hội. Rồi. Cái vấn đề á tôm đó, tại sao trong lúc này phải có những hình ảnh để làm gì? Để chuẩn bị hạ bệ Putin xuống. Để cho mấy cái tướng còn lại không đi theo Putin nữa. Và hạ bệ Putin xuống. Đó là điều mà chúng ta cần biết trong lúc này. Tiếp theo là gì? Tiếp theo, chúng ta nhắc lại về vấn đề luật pháp. Luật pháp Đức, tại sao mà chiến trường Đức nó sôi động ở trong lúc này là do cái luật pháp năm vừa rồi, năm 2023 của chính quyền hiện tại, đảng cầm quyền là đưa ra
cho phép. Cho phép ai? Cho phép người ngoài eo đến đây học nghề, làm việc và được thi vào quốc tịch. Còn xa hơn nữa, anh có thể đi đến Mỹ với một cái passport Đức rất là dễ dàng. Và sau đó thì sao? Các bạn phải suy nghĩ ra. À, tôi không nói nhiều thêm về vấn đề này. Bây giờ chúng ta đi chi tiết sâu. Năm ngoái đưa ra, năm nay thực hiện. Tháng này bắt đầu thực hiện. Với một điều kiện. Mình cũng đã chia sẻ rồi. Những cái clip lên là mình phải muốn đem lại một cái gì đó cho quê hương hay cho những cái người ở nước ngoài có con em và cháu mình ở quê hương biết điều này để có một cái sự suy nghĩ hỗ trợ để cháu hay em mình khi lớn lên mơ mộng cũng giống như mình được đi ra nước ngoài học tập và làm việc, có một tí xíu về tài chính. Ha, điều kiện thì mình cũng chia sẻ là phải hai ngoại ngữ. Ha, bây giờ hiện tại có một ngoại ngữ rồi, cố gắng đầu tư thêm một ngoại ngữ nữa. Bây giờ nó rất là đơn giản mà, chỉ handy và laptop, kéo cái cổ ôm xuống, zoom kéo xuống, chỉ cần bấm nhẹ một tí xíu I love you hay là anh yêu em gì đó là nó ra là I love you ngay, đúng không? Chỉ cần, không cần phải viết mà nói anh yêu em tiếng Việt là nó ra I love you, hoặc là tiếng Đức ich liebe dich, ha, đơn giản. Và từ đó chúng ta chỉ ngồi viết thôi. Ngồi phải kiên trì viết và học và nghe. Nghe là điều quan trọng. Đó là điều quan trọng. Và sao? Chúng ta quay trở lại cái điều kiện. Điều kiện ở đây là gì? Cho chúng ta 2-3-4 điều kiện. Hai ngoại ngữ và hết lớp 9 cũng được. Thứ tư nữa là gì? Phải có ngân phiếu. Ngân phiếu ở đây là tiền hay vàng gì đó, phải chuẩn bị trước để khi mà nó đến 18 tuổi rồi đó, mà nó không học nữa, xin cái visa đi học nghề lái xe hay là đi qua đây học ngành chăm sóc rồi đó, à, học ngành thợ điện, thợ hàn vậy đó cũng được, học là ngành lái xe, bất cứ xe gì cũng được. Ở đây ca rất là cần, ngành nào cũng cần cả. Và là, học xong không phải là anh về nhà đâu, và học xong anh xin được ở đây làm nè, anh có thể làm ở đây luôn, và 5 năm anh được một, anh được nhờ cái có kiến thức anh học tại nhà tiếng Đức đó, thì 5 năm sau anh làm tốt ở đây không bị phạm luật gì, anh được nhập cái quốc tịch Đức. Còn sâu xa nữa từ đó các bạn suy luận thêm là anh từ cái đó anh đi, anh xin visa đi qua Mỹ tham quan hay là đi du lịch, còn sâu xa nữa là anh ở lại đó cũng được. Và sâu xa hơn nữa là rước gia đình qua cũng được. À, quá hay. Đầu tư vào. Nhớ đầu tư vào ngay lúc này. Không mất đầu tư sẽ lấy lại, trả lại. Thấy không?
đầu tư vào. Mà đầu tư mấy cái khác thì số đề số điếc gì chết, từ chết đến bị thương. Còn đốt thề này đầu tư vào ngoại ngữ và sang đây làm việc, cái gì cũng vậy, bỏ công sức ra mới có đồng tiền được, và cả khối óc nữa thì mới giàu có. Còn đi sâu hơn nữa đó, đi sâu lên trung học thì cũng có số, ví dụ số lượng, tôi nói số lượng, số lượng ngân phiếu bây giờ giá cả nó lên, nhà cửa cũng lên, chỗ mướn ở cũng lên, tiền ăn uống chi tiêu nó cũng lên, cái gì nó cũng lên. $30,000 cho 2 năm đi. Sau đó 5 năm lấy lại rồi. 18, 19, 20, 25 tuổi. Vẫn còn trẻ mà. Đúng không? Bạn vẫn còn 25 tuổi nợ nần xong. Perfect. Học 2 năm thôi. 3 năm làm. Nợ nần trả xong. 25 tuổi cầm được cái bát bo Đức, thi vào quốc tịch. Rồi bạn có tung hoành thêm tiếp tục, hoặc là ở đây đó, xã hội bên kia và bên này đều ngang nhau, Đức và bên kia đều ngang nhau. Không có gì hết. Đó là. Còn đi sâu xa hơn nữa, đi sâu xa về cái dạng như đại học nữa, thì lên tới đó anh cũng phải đầu tư nhiều lắm, 50,000 cũng có, phải đầu tư cái dạng 50,000 lận, 5 năm lận anh học lận mà. Để anh ra anh làm bác sĩ, kỹ sư thì lương tháng cũng 10,000 trên mười mấy ngàn, còn ngon nữa thì anh hay anh ra anh mở tiệm hết văn phòng để anh khám bệnh tư nhân ở đây cũng được. Thì anh hàng tháng cả 100,000 cũng có mà. Đó, cái gì không vậy, đầu tư nhiều thì nếu anh giỏi đó, cái đầu của anh phải là Natu, như Philip Goyler đó, đó, người mà phó tổng thống của nước Đức, người Việt mà phó tổng thống của nước Đức đó, đó. Thì là nếu mà anh vô quốc tịch mà tài giỏi quá thì anh vô đảng phái thì đưa lên giống như Philip Goyler đó, người Việt làm phó tổng thống. Chẳng qua là đáng lẽ là ảnh lên là thủ tướng, nhưng mà trong đảng tan rã thì bắt buộc ảnh cũng phải ra đi. Đó. Và đến đây. Đến đây nha. Đến đây mình cũng xin có vài lời. Mọi việc mình chia sẻ đến đây. Trong khoảng thời gian 50 phút, có những cái đoạn nào bổ ích đối với quý vị thì ủng hộ cho mình một cái like hay là đăng ký kênh. Cho nó sướng một cái. Cho nó sướng một cái thôi, không có gì hết. Chẳng qua các bạn, các anh, các chị, các quý vị nhẹ tay đẩy nhẹ nó một cái thì thông tin nó tới ngay khi mình bóc lên cái clip này. À, cũng là động lực để cho mình mỗi ngày ngồi tại đây chia sẻ những cái thông tin nóng hổi nhất, truyền đến những ai có một cái sự hobby nghe ngóng tin tức nước ngoài từ mình. Và cuối cùng, mình cũng chúc một ngày vui vẻ với gia đình, bên người thân. Hẹn ngày mai chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái căn nhà của Putin. Nó còn có những cái gì nóng nữa. Đón xem nha các bạn. Dán coi hết cái clip này.
ủng hộ mình cái hết cái clip này, để ngày mai có cái clip mới truyền tới tay ngay. Và nhớ đăng ký thì nó mới tới, còn bạn không giữa chừng giữa đổi thì chắc là phải chờ hơi dài dài, chờ mình chắc cũng khoảng 1 năm. Rồi, xin chào.